Hello anh em, đã quay trở lại với Real Tech. Và ok, Mac Mini M2 mình mới mua anh em. Đây, vẫn là còn nguyên cái tem ở ngay bên trên này. Thì mình đã tháo ra test được mấy hôm nay rồi. Thì mình vừa mua với mức giá là 19.990. Mức giá nó rất là hợp lý để dành cho một em Mac Mini đúng không? Có thể nói là lúc mà con Mac Mini M2 ra mắt á, thì có thể nói là mua Mac Mini M2 nó thơm hơn là Mac 1 khá là nhiều, bởi vì nó rẻ hơn. Và mình cũng đã mua ở đây rồi. Phiên bản mình mua thì sẽ là phiên bản 16GB và cũng như là 256GB bộ nhớ trong, bởi vì những cái ổ cứng ngoài của mình nó khá là nhiều á. Thành ra là mình cũng không cần cái phiên bản 512 lắm, bởi vì mua bản 512 sẽ bị đắt hơn khoảng tầm 5 triệu thì nó cũng hơi chua đối với cá nhân mình mua về trải nghiệm là chính thôi mà. Thành ra là mình mua bản 16GB và 256GB bộ nhớ trong. Và mình đang có một ý định ở đây, thôi anh em đọc tiêu đề của video là anh em thấy rồi đúng không? Đấy chứ, chúng ta sẽ so sánh giữa một em Mac Mini với cả một em PC trong tầm giá 20 triệu thì sao? Đấy, trong tầm giá 20 triệu thì nếu mà ở thời điểm hiện tại anh em build PC á, anh em sẽ có được một cấu hình khoảng là i5-12600K này, rồi RTX 3060 này, rồi thậm chí là 32GB chứ không phải 16GB đâu. Nhưng mà mình vẫn sẽ lấy cái mốc ở đây là 16GB để nó bằng với cả con Mac Mini M2 này. Rồi SSD thì chắc chắn là 512GB nhiều hơn con này rồi. Rồi cũng như là mọi thứ tổng hợp lại vào khoảng là 20 triệu thì anh em sẽ được một cấu hình như vậy. Và khi mà chúng ta so sánh một bộ PC với con Mac Mini này thì sao? Có thể nhiều anh em đánh giá đây chính là Mac Mini là kèo trên Apple M2 thần thánh rồi các kiểu. Rồi một số anh em lại bảo ấy chính là tại sao lại so một con PC to đùng to ạch với cả một con Mac Mini nó rất là nhỏ, nó ăn rất là ít điện như thế này. Kiểu như là sẽ có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, nhưng mà ở đây mình sẽ chỉ xét ở đây là performance. Đó là mình sẽ chỉ xét đấy chính là hiệu năng thuần túy giữa một con Mac Mini M2 như thế này và một con PC 20 triệu thì nó sẽ khác biệt gì nhau, bởi vì mình biết là cũng sẽ có rất nhiều anh em làm video thắc mắc. Mình cũng sẽ phải chia sẻ trước với cả anh em như thế này, đấy chính là mình sẽ không so sánh những cái hiệu năng ví dụ như là render 3D này, rồi là những cái liên quan đến đồ họa 3D các thứ, bởi vì thực sự đấy chính là Mac vẫn chưa hẳn là được tối ưu cho những cái tác vụ đấy. Anh em nào làm về kiến trúc, anh em làm về đồ họa 3D các thứ thì xài những cái hệ thống Windows nó vẫn sẽ có phần nào đấy nó nhỉnh hơn. Đặc biệt là về hiệu năng CPU render hoặc là GPU render thì những cái hệ thống Windows xài i9 hay là kiểu RTX 4070 các thứ nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Nhưng mà ok, chúng ta set ở đây là hiệu năng làm về ảnh 2D này, rồi là biên tập video. Những cái nhu cầu mà anh em kiểu rất muốn mua Mac đấy, và đặc biệt là mình thế, dạo này mình làm ảnh và video rất là nhiều. Ok, mình đã tổng hợp tất cả xuống các thứ ở trên này rồi thì cái quá trình test nó rất là dài và cũng như đấy chính là kiểu nó rất là khó ghi lại, thành ra là mình đã tổng hợp hết ở đây rồi thì mình sẽ chia sẻ với cả anh em sau intro nhá. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây anh em. Bởi vì là so sánh giữa Mac Mini và PC thì nên là mở bài chúng ta nó sẽ hơi dài dòng một tí. Và ok, quay trở lại nhá. Mac Mini 16256, PC đang ở ngay dưới chân của mình đây, thì nó sẽ là i5-12600K, 16GB và cộng với đó đấy chính là RTX 3060. Mình sẽ so sánh từ hiệu năng làm về ảnh 2D trước đi. Bởi vì dạo này mình cũng làm khá là nhiều. Dạo này mình đang được làm Photoshop này, rồi làm InDesign với cả Illustrator rất là nhiều á. Thì cảm nhận về Photoshop thì mình thấy là cả hai con nó cũng ngang ngang nhau. Nó không chênh lệch gì nhau cả. Đặc biệt là ở trong những cái thao tác hàng ngày của mình thì thực sự là cả hai con nó chả khác bọt nhau. Nhưng mà bởi vì mình muốn là xem là sự khác biệt của nó thực sự là đến đâu ấy, thì mình đã phải vác cái công cụ ban ở đây, đấy chính là Puget System Ban Photoshop ấy. Và mình ban thì mình thấy đấy chính là con 12600K nó có điểm số cao hơn, nó cao hơn khá là nhiều so với ở con Mac Mini M2. Nhưng mà mình cũng phải chia sẻ thực tế với anh em, đấy chính là cái trải nghiệm hàng ngày của mình á, thì mình nhận thấy đấy chính là Photoshop giữa một con 12600K và một con Mac M2 như thế này, sự chênh lệch nó là không nhiều, thực sự nó là không nhiều. Thì ok, Apple đang làm một con chip M2 thì làm hình ảnh 2D rất là tốt. Và sau đó mình chuyển qua ở đây đấy chính là Lightroom. Đối với cả Lightroom á, thì mình thấy là cái quá trình mà import video á, thì con Mac xử lý nó rất là nhanh nhá. Mặc dù là mình đều import từ cái ổ cứng di động của mình, có nghĩa là cái nguồn vào nó là giống nhau. Và mình thấy là con Mac nó import nhanh hơn, thậm chí là nó nhanh hơn gấp đôi so với ở con 12600K. Nó nhanh hơn gấp đôi, mà mình ở đây là mình đang import vào khoảng là hơn 250 cái ảnh RAW CR2 của Canon á. Đấy, thì anh em thấy đấy chính là cái tốc độ import của con M2 nó quá tuyệt vời. Nhưng mà đổi lại cái hệ thống 12600K nó lại ăn điểm ở một cái ở đây, đấy chính là cái tốc độ export của nó nhanh hơn. Nó nhanh hơn rất nhiều so với cả con Mac Mini M2. Có thể là cái đầu vào con M2 hơn, nhưng mà cái đầu cuối thì con
Còn PC 12.6K nó lại tốt hơn và nó nhanh hơn rất là nhiều. Còn cái quá trình ở giữa sao? Có nghĩa là cái quá trình mà anh em chỉnh sửa ảnh rồi là kiểu xóa những cái cần xóa rồi là crop rồi là highlight shadow các thứ. Còn nói chung là những cái quá trình tinh chỉnh ở giữa của Lightroom ấy, thì mình lại thấy đấy chính là cả hai con nó cũng không khác nhau nhiều. Giống như là cái lúc mà mình đang trải nghiệm Photoshop ấy, thì cả hai con đều cho một cái trải nghiệm giống nhau. Mình không phân biệt được cái sự khác biệt giữa cả hai con. Mình bắt buộc là mình phải dùng đồng hồ bấm thì lúc đấy mình mới thấy được sự khác biệt. Thì ok, anh em mua Mac M2 về để trải nghiệm những cái phần mềm về 2D các thứ ấy, thì mình thấy nó là khá là ổn. Nhưng mà ở trong những phần mềm, ví dụ như là mình làm InDesign rất là nhiều, thì mình thấy đấy chính là làm InDesign ở trên những hệ thống xài CPU của Intel hoặc là hệ thống CPU của Windows ấy, những cái hệ thống Windows ấy, thì nó lại có được cái trải nghiệm nó mượt mà hơn. Trải nghiệm cá nhân của mình nó sẽ là như thế. Không biết là anh em đang làm InDesign ở trên Mac có cùng một cái trải nghiệm giống như mình không, thì anh em có thể để lại comment phía dưới. Và sau đó mình chuyển qua quá trình biên tập video. Lúc này sẽ có một số anh em muốn, đấy chính là mình đưa cái Final Cut Pro vào, nhưng mà phải chia sẻ thực sự với cả anh em, đấy chính là mình không xài Final Cut Pro. Mình đã có ý định chuyển qua Final Cut Pro rồi, đã chuyển qua Final Cut Pro dùng rồi, và thực sự đấy chính là không quen á. Thực sự là không phải nào mà chuyển hệ được. Mình vẫn xài nhiều nhất ở đây, đấy chính là DaVinci Resolve với cả đấy chính là Adobe Premiere. Cái workflow công việc của mình đấy chính là mình color grading ở trên DaVinci Resolve, và sau đó là mình sẽ biên tập lại ở trên Premiere. Thì quá trình mình sử dụng Resolve thì phải chia sẻ thực sự với cả anh em đấy chính là nếu mà anh em chỉ grading màu thuần túy, có nghĩa là anh em chỉ chỉnh màu rồi là chỉnh highlight, chỉnh hue, chỉnh saturation, anh em làm kiểu retouch lại da hay là những thứ liên quan đến màu sắc ở trong Resolve, thì thực sự đấy chính là giữa con Mac Mini M2 và con PC của mình đang ở dưới chân á, nó cũng không khác gì nhau cả. Trải nghiệm nó vẫn như thế, cả hai con đều mượt, nó không gặp vấn đề gì nó quá là lớn cả. Nhưng mà cái quan trọng là mình xài Denoi và mình xài Grain rất là nhiều. Đấy, mình xài Denoi và mình xài Grain. Và lúc này khi mình add Denoi và add Grain vào á, thì con Mac Mini nó thể hiện được là cái sự chậm của nó. Có thể là Apple tối ưu rất rất nhiều thứ ở bên trong, nhưng mà cái Denoi và cái Grain nó cần hiệu năng thuần túy. Thì những cái lúc mà cần đến hiệu năng thuần túy thì ngay lập tức Mac M2 nó thể hiện yếu điểm của nó luôn. Trong khi cái hệ thống Windows, cái hệ thống 12.6K và RTX 3060 nó vẫn có thể export được cho mình vào khoảng là 10 frame một giây, thì với hệ thống Mac Mini nó chỉ có 2.5 frame một giây, có nghĩa là nó chậm hơn gấp 4 lần. Thì đây cũng sẽ là một cái mà anh em nên để ý nhé. Nếu mà anh em đang xài Resolve và anh em có ý định mua Mac Mini thì hãy gọi là sao nhỉ, cân đối lại nhu cầu của mình. Không xài Denoi và không xài Grain thì con Mac Mini nó rất là ok. Nhưng mà xài Denoi và xài Grain thì nên xài những con card loại Nvidia, nó sẽ là tốt hơn. Sau đó mình chuyển cái workflow của mình qua ở đây, đấy chính là Premiere. Như anh em thấy ở trên màn hình là anh em sẽ thấy này. Thì lúc mà chuyển qua Premiere thì chúng ta sẽ có nhiều cái để nói hơn. Ví dụ như là tùy mỗi anh em thì sẽ xài mỗi codec khác nhau, đúng không? Ví dụ như là mình đang xài con Lumix GS5 ở đây thì mình có xài rất là nhiều codec khác nhau. Mình xài Apple ProRes để record ở trong con Atomos này. Mình có xài cả 4K60 8bit này. Mình có xài cả 4K30 10bit này. Thì mình test cả 3 codec đấy luôn. Thực ra nếu mà anh em xài Fuji thì nó còn có cái kiểu codec đấy chính là H265 4K420 nữa. Nhưng mà ok, đây là mình đang nói ở trên cái trải nghiệm của mình. Khi mà mình trải nghiệm ở trên cái định dạng chứ là ProRes thì mình nhận thấy đấy chứ là Apple đang làm rất tốt. Thực sự là Apple đang làm rất tốt ở trên con Mac Mini M2, bởi vì anh em cũng biết là cái hôm mà con Mac Mini M2 được ra mắt thì Apple cũng đã chia sẻ đấy chính là ở bên trong nó được trang bị một con chip, đấy chính là encoder và decoder định dạng Apple ProRes. Thành ra là cái quá trình mình biên tập ProRes ở trên Mac Mini nó rất là mượt. Hề với anh em là nó mượt vãi cứt. Chỉ có những cái lúc mà chúng ta xài hiệu ứng của CPU á, thực ra những cái lúc mà xài hiệu ứng của CPU thì cả Mac và Win nó đều giật như nhau thôi. Nhưng mà những cái lúc mà nó đang encoder và decoder cái định dạng ProRes, mượt, thực sự là quá mượt. Và nó drop frame ít hơn là so với cả những hệ thống Windows. Sau đó mình chuyển qua ở đây, đấy chính là định dạng 4K 10bit H264 của con Lumix GS5 đang quay này. Thì mình nhận thấy đấy chính là cái định dạng này Windows không hỗ trợ, eGPU của con 12.6K không hỗ trợ, con RTX 3060 cũng không hỗ trợ cái codec H264 10bit 422 luôn. Nhưng mà con Mac M2 nó lại hỗ trợ. Đấy, con Mac Mini M2 nó lại hỗ trợ cái codec đấy. Thành ra là cái quá trình mình biên tập video nó cũng mượt mà hơn là so với cả cái hệ thống PC
khá là nhiều. Cái này nó có được đến từ việc Apple trang bị một con chip encoder và decoder quá tuyệt vời. Thực sự nó là như thế. Con chip encoder và decoder ở bên trong con Mac Mini nó quá là tuyệt vời. Nó hỗ trợ rất nhiều codec mà trong cái đó những bộ PC bình thường chúng ta không có. Và sau đó mình chuyển qua một cái codec mà cả con Mac Mini có và cả con PC của mình đều có. Đấy chính là 4K 8 bit 420 60fps. Đấy. Thì lúc này hệ thống Windows nó lại có được cái lợi thế, bởi vì nó vừa hỗ trợ encoder và decoder cái định dạng đấy, và nó lại vừa có được cái phần cứng nó mạnh mẽ hơn. Thành ra là anh em sẽ thấy chính là việc edit cái định dạng này ở trên hệ thống Windows nó sẽ lại mượt mà hơn là so với ở con Mac Mini M2. Thế nên là nếu mà anh em nào đang mua máy tính, đấy nói chung là máy tính đi, thì anh em sẽ phải cân nhắc là anh em đang xài video ở trên định dạng nào. Nếu mà anh em muốn một cái sự trải nghiệm đa dụng và chỉ biên tập không thôi, đấy, ít hiệu ứng, thì có thể con Mac Mini nó sẽ là một sự lựa chọn rất là tốt. Nhưng mà nếu mà anh em có cả Denoy, có cả kiểu Grain hay là Sharpen, hay là anh em xài một số codec kiểu nó khá là nặng nề, 4K 60fps các thứ, thì mình nghĩ là một hệ thống PC nó vẫn sẽ có một phần nào đấy nó là một sự lựa chọn ok hơn là so với việc chọn một con Mac Mini M2 như thế này. Và chưa kể nữa, đấy chính là Mac Mini M2, bởi vì nó là mini mà, thành ra cổng kết nối của nó sẽ có một phần nào đấy nó hạn chế hơn là so với cả những cái bộ PC thông thường. Nhưng mà ok, cái video này chúng ta sẽ chỉ bàn đến performance thuần túy thôi. Thì anh em thấy đấy, nãy giờ mình chia sẻ rất là nhiều khía cạnh. Nếu mà anh em đang muốn tìm một bộ PC hay là một bộ máy tính để xử lý những hình ảnh 2D á, thì thực sự đấy chính là laptop thì có thể là con Mac Mini này nó vẫn hơn. Nhưng mà nếu mà xét ở trên phương diện đấy chính là desktop á, và anh em nói cụ thể ra ở đây đấy chính là con 12600K và RTX 3060 á, thì nói thật là PC nó vẫn đang là một cái desktop nó vẫn đang là một cái gì đấy mà nó ổn áp hơn là Mac Mini khá là nhiều về mặt hiệu năng. Đấy, đương nhiên là xét về mặt như kiểu là Mac thì nó sẽ đồng bộ với cả iPhone, iPad các thứ nó ok hơn, nhưng mà đây chúng ta chỉ xét đến mặt performance thuần túy thôi, thì PC nó lại tỏ ra một cái ưu thế gì đấy nó tốt hơn. Anh em xài Resale, PC nó cũng ok hơn. Anh em xài Premiere thì anh em hãy cân đối nhu cầu của mình xem mình đang xài cái codec nào. Xài codec ProRes, xài codec H.264 10bit 422 thì Mac nó thực sự rất là tuyệt vời. Nhưng mà những cái codec mà PC nó có hỗ trợ thì thực sự là PC nó lại mang lại cho anh em một cái hiệu năng nó ổn áp hơn. Thì cái đấy nó sẽ là tùy thuộc vào nhu cầu thôi. Mình sẽ chỉ đưa ra những cái trường hợp như thế và anh em sẽ chốt là nhu cầu anh em cần cái gì và anh em chọn cái đấy. Con Mac này thì mình mua thì mình thấy sao nhỉ? Nếu mà chỉ xài nhẹ nhàng, thực sự 20 triệu nó cũng là một cái đáng để anh em trải nghiệm, phải chia sẻ thực sự là như thế. Mac Mini là một cái trải nghiệm đáng để anh em trải nghiệm, bởi vì ngoài cái mặt hiệu năng của nó ra, nó còn có rất rất nhiều thứ khác nữa mà lúc nãy mình vừa nói với anh em, đấy chính là nó đồng bộ với cả iPhone, iPad, MacBook các thứ, nó rất là tốt, chuyển file rất là nhanh và những cái thao tác hàng ngày của nó cũng rất là mượt, và đặc biệt đấy chính là nó không ổn. PC rất ổn, nhưng mà con này không ổn. Mặc dù nó có quạt tản nhiệt ở bên trong nhưng mà thực sự là nó quay cứ chậm gì thành ra là nó không hề ổn một tí nào cả. Có chăng là cái ổn nhất là cái điều hòa và cũng như là cái quạt mà anh em đang dùng thôi. Cái con Mac Mini này nó không ổn và nó cũng rất mát. Nó rất mát và nó ăn ít điện. Đấy. Thành ra là nó cũng sẽ là một cái trải nghiệm mới mẻ để dành cho anh em. Còn vừa rồi là những cái gì mà chia sẻ của mình ấy, thì ý kiến anh em như nào hãy comment bên dưới. Và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Realtek và sẽ là. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.